tôi là thị kheo thích thông lai xin gửi lời chào đến với quý vị bây giờ tôi đang ở nhà bếp của Youth center à, sáng nay sau khi um, tôi theo dõi cái cuộc họp của quốc hội để uh, chuẩn bị đàn hạch cho uh, tổng thống uh, joe biden và con trai của tổng thống joe biden là hunter biden thì uh, có những cái tin quan trọng mà tôi thông báo cho quý vị là tin vui thứ nhất là một cái nhân duyên sở thế ra điều trần trước cái quỹ ban mà đàn hạch của quốc hội ở tại hàng nghị viện hoa kỳ sáng nay là anh ta là một cái người làm tung sự thế mà anh ta là đảng dân chủ anh ta làm chứng anh nói là kể từ uh, trong thời gian mà mấy năm qua đó thì cái số tiền tàu cộng nó gửi về ở địa chỉ ở Delaware là địa chỉ nhà của ông Tổng thống Joe Biden. Là số tiền 10.000 đô la đầu tiên và một số tiền thứ hai là 250.000 đô la. Mà trong thời gian đó, đó thì Hunter Biden không có ở Delaware mà Hunter Biden lại thường trú tại California. Mà cái số tiền mà sở thế điều tra mà do một nhân viên của sở thế mà anh này là đảng Dân Chủ. Anh ta tính ra nhiều lần để tố giác nhưng mà anh bị áp lực cho nên anh không ra và lần này anh đã ra trước quốc hội để làm chứng. Cái điểm quan trọng không phải là số tiền nhiều, số tiền ít mà số tiền này là chuyển về nhà của Joe Biden. Địa chỉ của nhà băng đó là lấy cái địa chỉ của tổng thống Joe Biden ở Delaware. Trong khi đó đó lại là chuyển cho tên cho Hunter Biden nhưng mà lấy cái địa chỉ nhà băng là ở Delaware là nhà của Tổng thống Joe Biden. Mà trong thời gian đó thì Hunter Biden đang ở tại California, đó là cái điểm quý vị để ý. Và hiện tại cái anh này ra điều trần trước quốc hội, ảnh cho biết là số tiền thuế kể từ khi 6 năm nay, tức là thời gian mà ba của Hunter Biden làm phó tổng thống với thợ Obama và tới thời này là 6 triệu đô la. Quý vị biết 6 triệu đô la số tiền thiếu thế nha. Ông không khai thuế mà ông thiếu thế. Hunter Biden đó là ý ba mình làm phó tổng thống và tổng thống coi thường luật pháp Hoa Kỳ. Là số tiền thế thiếu lên tới 6 triệu đô la. Mà 6 triệu đô la này là ông phải có cái income mà coi như từ tàu cộng chuyển qua trên mấy trăm triệu đó quý vị, cho nên quý vị thấy rồi một cái tin quan trọng nữa hiện giờ là nó chưa có đưa ra nhưng mà tôi được bạn bè thân tín của người hoa kỳ họ làm trong những chức vụ cao và họ cho tôi biết tôi nói được phật để đồng bào mừng và những người mà đang muốn cái chế độ thối nát bày đần sụp đổ quý vị mừng là một cái bà hạ nghị sĩ coi như ở trong quốc hội hoa kỳ tôi tạm không nói tên chúng nó quý vị sẽ biết cái bà đó đó bà làm trong một quỹ ban mà điều tra về cái ngân sách quốc phòng á thì quý vị biết rằng trong bảy trăm tỷ của tiền ngân sách quốc phòng dành cho quân đội hoa kỳ đó thì Joe Biden đã sử dụng, ông Bộ trưởng Quốc phòng đã sử dụng 300 tỷ cái tiền này để làm những chuyện coi như là tham nhũng, làm cho những chuyện mà đưa cho những quân nhân Hoa Kỳ đi phá thai, những nữ quân nhân đi phá thai và những quân nhân nam nữ mà muốn sửa đổi giới tính dùng số tiền đó, trong khi đó cái tiền để dành bảo vệ tổ quốc thì bà này bà vừa ra một cái 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 thông báo là bà cắt tiền của bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ đương kim chỉ còn có một đô la vì cái tội là coi như đã phá hủy ngân sách của bộ quốc phòng hoa kỳ tham nhũng và một cái điểm nữa là tại sao ông bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ hiện tại này dưới thời của vua biden này lại bị còn có một đô la tại vì cái số tiền viện trợ cho Yoren ao ạt đó thí dụ nó nói viện trợ cho Yoren một tỷ thì thật là đến tay Yoren có có năm trăm triệu thôi còn năm trăm triệu là vô tay của chính quyền Biden và cái ban tham nhũng của tụi nó cho nên hiện tại bộ bộ quốc phòng đã ăn gian tới bốn tỷ đô la tiền viện trợ của Yoren cho nên á vì thấy Yoren được tiếng mà không có miếng tức là nó Joe Biden ao ạt diễn trợ cho chứng viện ziren chống nga nhưng số tiền đó nó đã vô tay tham nhũng của chứng viện joe biden và bộ quốc phòng đó quý vị thấy thì như vậy quý vị thấy cho nên bà họp lại và bà quyết định trả lương của bộ trưởng bộ quốc phòng hiện tại đây nè chỉ còn có một đô la vì cái tội là coi như là phá hoại cái nền an ninh của hoa kỳ dùng cái tiền của bộ quốc phòng để tham nhũng và nếu thật sự, nếu mà con số viện trợ mà nó thẳng tay nó đến tay Ukraine, thì giờ này Ukraine đã đánh bại Nga rồi, cho nên Ukraine có tiếng mà không có miếng. Thì quý vị để ý coi, đó là những cái chuyện mà nó tham nhũng trong cái chính quyền Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đây. Và quý vị biết rằng, nó còn nhiều chuyện nữa, nhưng mà đây là hai cái món chốt quan trọng. Là ông Joe Biden nói, ông không biết cái chuyện làm ăn tham nhũng của con trai ổng nhưng mà một cái nhân viên sở thế ra điều trần trước quỹ ban đàn hạch quốc hội hoa kỳ sáng nay đã cho quốc hội hoa kỳ biết anh ta là đảng nghiên chủ anh ta thấy 6 năm qua hunter biden không khai thế và sở thế đã yêu cầu nhà băng cung cấp những cái gì mà cái dính líu tới cái soso của joe biden của hunter biden thì thời gian mà trung cộng nó chuyển tiền qua để mà hối lộ 10.000 đô la đầu tiên là chuyển tại nhà của Tổng thống Joe Biden ở Delaware và số tiền 250.000 kế tiếp cũng chuyển tại cái nhà của Tổng thống Joe Biden ở Delaware chứ không phải ở Cali. Trong thời gian đó thì cái địa chỉ thường trú của Hunter Biden là ở tại California. Cho nên tôi nói cho quý vị biết dưới cái những cái tin này đó là những cái tin nó sẽ khó đưa ra nhưng mà tôi nói chắc chắn bây giờ nó chưa có đưa ra nó chỉ lượng bàn thôi nhưng mà đó là bạn bè tôi cho tôi biết để tôi nói cho quý vị biết kỳ này cả những cái người dân biểu dân chủ và cả những dân biểu cộng hòa nếu mà không có bỏ lệnh trức phế Joe Biden thì họ cũng sẽ bị tạ một cái giá rất đắt dân chủ chỉ có những cái phe mà nó quá cực tả thì nó mới là ủng hộ cái đường lối hối lộ và tham nhũng của Hunter Biden và Joe Biden còn những người dân chủ yêu nước thì họ thẳng thắng họ cũng phải bỏ phiếu họ không bỏ phiếu thì họ bị dân Mỹ sẽ trức phế cho nên quý vị biết rằng hiện tại bây giờ Bộ trưởng Quốc phòng chỉ còn có 1 đô la một năm thôi. Vì cái tội tham nhũng lấy tiền của Bộ Quốc phòng để diện trợ cho Ukraine rồi ăn chia trong đó cho cái đám mà coi như phe cánh của Joe Biden. Cho nên bởi vì nó ao ạt diện trợ trên con số mà thực tế đó Ukraine nhận được chỉ được 50%. Còn 50% là vô tay của tụi nó. Rồi quý vị biết ngân sách 700 tỷ đó của Bộ Quốc phòng thì nó cắt 300 tỷ để cho đi phá thai cho những quân đội à, nữ quân nhân phá thai cái thứ hai là nó sử dụng để cho chuyển giới đồng tính liên ái trong khi cái tiền đó để bảo vệ cho quân đội hoa kỳ cho nên quý vị thấy rõ cho nên tại sao mà từ xưa tới giờ trong 6 năm nay hunter biden không có khai thế mà không có ai dám rời tới nó tại vì nó có phe cánh mà những cái tin mà nó đưa ra từ đây tại sao đưa chính là tụi dân chủ nó đưa ra, Obama đưa ra để dập vô Biden vì vô Biden coi như không chịu từ bỏ từ chối cái chuyện mà không có tranh cử trong cái nhiệm kỳ 20 2024 này. Cho nên quý vị thấy những người mà nắm những cái 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 bản tin này toàn là từ người của dân chủ không à. Nhưng bây giờ nó ra nó điều trần trước cái cái quốc hội Hoa Kỳ, cho nên quý vị thấy và tại sao ông Trump ta chúng ta mà thua là vì Tàu cộng nó biết nếu mà để ông Trump lên thì cái người thiệt hại đầu tiên là Tàu Cộng. Ông Trung mà lên nắm tổng thống của nhiệm kỳ 2024-2028 là chắc chắn là Tàu Cộng sẽ tiều. Cho nên Tàu Cộng bỏ ra hàng trăm tỷ đô la để mà vận động, để mà hối lộ, để mà bằng mọi giá phải triệt hạ tổng thống Donald Trump. Cho nên về ông Trung mà lên thì cái đầu tiên là ông sẽ phong tỏa kinh tế Hoa Kỳ. Cái thứ hai ông Trung mà lên là tạo Cộng chết trước. Và cái thứ ba, ông Trung mà lên thì tụi Âu Châu cánh tả không thể nào mà hưởng lợi như thế này. Một chiếc xe BMW Mercedes Audi từ Đức mà sản xuất bán qua Hoa Kỳ, đóng thế có 7%. Một chiếc xe Cadillac, một chiếc xe Chrysler, một chiếc xe GM của Hoa Kỳ mà sạc bán qua bên Âu Châu đóng thế 100% ông Trung ông không chịu chuyện đó và quý vị biết toàn bộ Liên Hiệp Quốc là cái một cái tổ chức bù nhìn nó lạc hậu rồi nó chỉ hợp pháp cái thời ngàn 1945 và Hoa Kỳ phải khô vờ tới 50% cái ngân sách của Liên Hiệp Quốc ông Trung lên sẽ giải thể Liên Hiệp Quốc và NATO là khối liên phòng Bắc Đại Tây Dương cái thời gian chiến tranh lạnh Bây giờ để bảo vệ NATO, Hoa Kỳ phải đóng 40% ngân sách và ông Trung ổng lên. Ông thì giờ các nước khác trong NATO chỉ đóng có 2%. Cho nên Hoa Kỳ mà khi để cho ông Trung lên là ông lấy lại quyền lợi bình đẳng của Hoa Kỳ chứ không thể mà dùng tiền người đóng thế để bao hết. Và cái mà thiệt hại duy nhất là tàu cộng. Ông Trung sẽ đánh tàu cộng trước, đánh bằng kinh tế, đánh bằng mọi mặt hết. Và quý vị thấy, ông Trung mà đánh tàu cộng thì Việt Cộng sẽ sụp. Cho nên tôi nói để đồng bào mừng đi, cái nguồn tin này rất là quan trọng vì nó đã đầy đủ bằng chứng là Joe Biden đã gian dối với quốc hội. Joe Biden đã có hữu thệ mà vẫn là nói láo. Và chính cái người ra tố này là một đảng viên dân chủ làm trong sở thế của Hoa Kỳ. Trân trọng kính chào quý vị và quý vị đón thêm. Cái cuộc đàn hạch này nó đã đóng cửa từ lúc 10 giờ giờ của New York và tới 12 giờ rồi nó sẽ thông báo. Có những cái tin này tôi biết do bạn bè Hoa Kỳ báo cho nên tôi nói cho quý vị nghe để mình chúng ta vui. Vì á, quý vị ơi, tới cái thời này tụi nó đánh đá nhau và nó phải bằng mọi cách triệt hạ Joe Biden. Và triệt hạ Joe Biden vì cái lý do giờ chúng ta hiểu tại sao mà Tàu Cộng nó không coi Joe Biden là cái gì. Và bây giờ mới biết là Bộ Quốc phòng tham ô, tham nhũng trong cái chuyện viện trợ cho Ukraine. Và chúng ta biết rằng một nhân viên sở thế của đảng Dân Chủ ra tố giác trước Quốc hội Hoa Kỳ là coi như tiền mà chuyển về là chuyển về nhà của Joe Biden. Trong khi đó Hunter từ Biden ở California mà chuyển về cái nhà của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ở Delaware. Và cái số tiền tham nhũng này nó lên tới hàng tỷ đô la. Cho nên Yuren đánh hoài không thắng được là tại vì tụi nó hứa trên cái miệng và nó tiếp tục làm rất mạnh. Mà trong khi nó thật sự số tiền đến dưới tay của chiến sĩ Yuren để chống lại Nga chỉ là 50% trân trọng kính chào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi là Thị Kheo Thích Thông Lai, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả đồng bào Phật tử Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ. À, sáng nay vì có nhiều người email hỏi tôi về cái tình hình đạn hạch của joe biden đối với cái hạ nghị viện của hoa kỳ thì à, tôi sẽ có một cái buổi livestream ngắn để trả lời thưa quý vị trong cái vấn đề này đó thì tôi không dám nói để mà làm thầy của ai nhưng mà tôi chỉ nói cho cái nhóm mấy ngàn đệ tử của tôi tại Hoa Kỳ thì uh, chúng ta sống tại Hoa Kỳ này thì uh, chúng ta là đây là cái quê hương của chúng ta và trong cái truyền thống chúng ta đó thì tôi từ có mặt ở đây cũng từ 1980 và có nhiều quý vị đã có mặt ở đây từ năm 75 cho nên chúng ta coi đất tổ quốc Hoa Kỳ này cũng là một cái quê hương thứ hai của chúng ta. Và chúng ta cũng là một người dân Hoa Kỳ, chúng ta phải theo dõi từng cái diễn biến nó có ảnh hưởng tới đời sống của cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ trên 2 triệu người. Thì trong đó có nhóm đệ tử của tôi mấy ngàn người. Thành ra những nhiều người, nhiều bà cụ cũng không có đủ trình độ tiếng Anh để hiểu những diễn biến nó xảy ra. Và tương lai chúng ta sẽ sử dụng cái lá phiếu của chúng ta và bây giờ tôi chỉ nói cho một cái câu mà các đệ tử của tôi thường nói là Ôi, mình có làm cái gì đó thì đảng Dân Chủ nó cũng gian lận. Thưa không, tôi nhận định không. Đối với cái quan điểm của tôi là mấy kỳ trước thì được mà kỳ này thì không. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề thứ nhất mà có nhiều nguồn tin ít ai để ý. Là quý vị biết tiểu bang Arizona vừa rồi đó, cái cuộc bầu cử năm 2020 nó là của, nó cũng là một tiểu bang của đảng Cộng Hòa nhưng mà nó có một cái gian lận vào giờ cuối cho nên á đáng lẽ là cái thống đốc của Arizona là của người đảng cộng hòa nhưng mà rốt cuộc lọt vào tay của bà thống đốc của Arizona là người dân chủ bà thống đốc Arizona sau khi đi công du ở bên Đài Loan bà trở về thì bà đột nhiên bà xin từ chức bà từ chức vì vấn đề gì quý vị bà từ chức mà bà không nêu một lý do gì bà nói lý do không thể nói cũng như là bí mật và hiện giờ là cái bà bộ trưởng một bà bộ trưởng ở trong cái uh, nội các của tiểu bang Arizona là lên tạm nắm quyền coi như là thống đốc mà bà nghĩ chỉ tạm thời thôi nha bà này hiện giờ đó là bà người của đảng cộng hòa nhưng mà bà tạm thời nắm quyền coi như thống đốc của Arizona thì theo tôi được biết đó là hiện tại đó cái đơn mà tố cáo mà gian lận bầu cử của bà ứng cử viên thống đốc tiểu bang Arizona năm 2020 bà nói có gian lận và đã lên tới tối cao pháp viện và theo cái nhận định của tôi đó là bà đương kim thống đốc tiểu bang Arizona của đảng dân chủ đó bà từ chức tại sao bà từ chức mà bà không nêu lý do tức là bà đánh hơi được rằng bên Cộng Hòa đã có đầy đủ bằng chứng và nếu mà bà không từ chức á, thì bà sẽ bị ra tòa và bà sẽ bị thân bài danh liệt. Và bà từ chức ngay bây giờ đó thì theo cái lực của Hoa Kỳ đó chẳng hạn như bây giờ Joe Biden mà từ chức á, thì tất cả các cuộc đàn hạch, những nhân chứng, những vật chứng, những cái gì xấu xa nó được dập lại hết. Mà Joe Biden không có chịu từ chức á, thì Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiến hành cái cuộc luận tội là nó càng xấu xa hơn cái điểm này ít cái ai để ý mà cứ để ý vào cái chuyện đàn hạch của à, joe biden gia đình joe biden quý vị ơi tại sao bà thống đốc của tiểu bang arizona sau chiến công du tại đài loan và bà trở về thì bà tuyên bố bà từ chức thống đốc mà bà từ chức không nêu lý do chỉ nói là lý do bí mật tại bà giờ bà muốn từ chức thì quý vị biết rõ rằng cái đơn tố cáo gian lận bầu cử tại tiểu bang Arizona đã lên tới tố cao pháp viện. Lên tới tố cao pháp viện mà cái bà này bà biết chắc rằng tức là bên Cộng hòa cái người mà của đảng Cộng hòa mà đã đưa ra tranh cử vào cái nhiệm kỳ năm 2020-2024 thì đã nắm được bằng chứng cho nên bà dội giả bà từ chức. Bởi vì thấy không? Và cái chuyện này tôi nói cho quý vị hãy để ý. Bà từ chức tức là cái vấn đề mà khi mà nó phanh phui ra cái vụ nó không muốn phanh phui. Nó phanh phui ra thì nó sẽ bể hết từ cái vụ gian lận của Joe Biden, của đảng Dân Chủ. Cho nên cái điểm này ít ai để ý mà cứ sôi động vào cái chỗ mà đàn hạch Joe Biden. Nhưng mà cái điểm này tôi đã thấy, cái nhìn của tôi thôi nha, tôi nói cho quý vị mừng đi. Nhưng mà quý vị thấy, hiện giờ đó, các dân biểu nghị sĩ của đảng Dân Chủ thì họ nói u a à u ớ rồi nhưng là họ nói cái lý là Joe Biden đó, à, thương con cho nên bao che cho con thì cái đó là một cách mà bà luật sư của Joe Biden đã nói tại cái cuộc mà luận tội ngày hôm qua cái cuộc đàn hạch để mà đưa tới cái chỗ mà trước phế đó thì bà nói tại vì ổng thương con quá cho nên ổng mượn địa chỉ ổng cho mượn địa chỉ ổng cho gửi trách từ tàu cộng gửi qua à, 10.000 đô 250.000 đô và gửi lên để cho thì đương nhiên á tôi cho mượn địa chỉ là tôi phải biết cái chuyện đó phải không trong khi đó joe biden á cho con mượn địa chỉ mà trong khi đó hunter biden lúc đó đang ở tại california tại sao không lấy địa chỉ của hunter biden mà lấy địa chỉ của tổng thống hoa kỳ joe biden ở đây la thì tụi con thấy nói ổng cái tội đầu tiên mà ổng đã thiên thể trước tòa án trước cái quốc hội là ổng không có biết không dính líu nhưng mà có một cái điểm nữa là tôi thấy trong thời gian này nó lượng tội nó còn đang chưa ngã ngủ. Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua là chỉ nêu lên cái vấn đề đưa những luật sư mà nổi tiếng dạy các trường lực ra để hỏi thôi. Là bây giờ đó như vậy như vậy đủ tội để mà điều kiện để mà luận tội ổng chưa? Đi tới cái chuyện mà đi tới cái chuyện bỏ phiếu chưa? Thì một số các cái nhà dạy học đó, dạy về trường lực họ nói được. Rồi bây giờ đó cái dụ nhân chứng vật chứng đủ chưa? Đủ rồi nhưng mà ngày hôm nay đó là nó sẽ bắt đầu đưa những cái statement nhà băng. Cái số tiền hối lộ này nó lên tới 24 triệu đô la lần. Thì không có thể nào nói là cái tiền công của hình tượng Biden làm cho các công ty của Tàu Cộng hay là các công ty của Iran mà nó nó được cái tiền commission không có. Cái này là 24 triệu đô la nha quý vị. Rồi vấn đề mà ngày hôm qua người ta hỏi về những chuyên viên thế dụ đó thì cái tội trốn thế 6 triệu đô la 6 năm qua hình tượng Biden không khai thế Đủ để đưa ra tòa chưa Thì các vị mà về mà luật họ nói đủ rồi Nhưng một cái điểm quý vị để ý Mới đây Theo cái nhìn của tôi Cái lá thư mà Của hình tượng Biden mà viết cho đài CNN đó, Đảng Cộng Hòa đâu có CNN nó nắm như vậy là từ năm 2020 rồi mà tại sao bây giờ nó mới đưa ra. Cho thấy rằng tất cả những cái bằng chứng mà từ cái uh, những cái lá thư hay là tiền bạc hay là chuyển khoản về cái à, cho gia đình hân tự Biden đó là toàn bộ đảng dân chủ nắm mà tại sao thì trước bây giờ nó giấu nó không đưa ra mà bây giờ nó đưa cho thấy đây là cái chiến dịch này là cái chiến dịch để mà của đảng dân chủ bằng mọi cách loại Joe Biden ra khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 mà ai điều hành ở đó quý vị biết rồi là Obama Tại vì Joe Biden bây giờ làm mất điểm quá. Về vấn đề biên giới cũng đã bị dân chủ phẫn nộ, ở dân chúng phẫn nộ. Vấn đề tội phạm tại các tiểu bang đều nghĩa là bùng lên liên tiếp và mới ngày hôm qua đây tại ở Philadelphia cũng xảy ra một vụ trộm cắp nữa. Rồi vấn đề năng lượng giá xăng lên như là California giờ là 7 đồng mấy rồi có thể lên tới 8 đồng. Phải không? Rồi vấn đề kinh tế vấn đề uy tín phải không không có cái gì mà tốt hết cho nên bằng mọi cách đảng dân chủ nó mới đưa bằng chứng chứ thật sự đảng cộng hòa không nắm được bằng chứng gì hết bây giờ cái lá thư email mà hình tờ biden gửi cho đài cnn nói là yên chí đi mấy ông giúp đỡ đi rồi á ba tôi mà là nắm được cái tòa bạch ốc rồi thì mọi cái chuyện mà nó mờ ám bất hợp pháp á mọi cái chuyện illegal nó sẽ over thì như vậy cái chỗ này quý vị tưởng là cnn á, nếu nó không đưa thì ai mày biết Tại sao nó đưa Tại vì nó đưa để nó dồn dập vô Biden phải từ chức trước khi mà cuộc lượng tội xảy ra. Cho nên á, cái chỗ này thì tôi theo quan định của tôi, tôi nhận định nha. Tại sao có lá email này? Tức là xảy ra cái chuyện tôi đi ngược dòng lịch sử lúc 2020 là cái vụ mà Hunter Biden đem cái lớp mà đi sửa rồi bỏ quên. Rồi sau đó cái ông chủ cái tiệm mà sửa computer, ông mới đưa cái đó ra thì trong đó nó có những cái mà chuyện làm ăn và gian dối hối lộ giữa iran và cái giữa tàu cộng bây giờ nó phanh ra đó thì lúc đó đó quý vị thấy là gia đình của joe biden gia đình của joe biden mới nhờ cnn để mà đứng ra bảo vệ để mà đứng ra mà vận động dư luận để mà cho gia đình joe biden chiếm được tàu bạch ốc thì cnn nó mới nói là những cái bằng chứng này đó nếu mà chúng tôi không đưa lên mà tôi binh mấy ông á thì tôi tại cnn sau này sẽ bị dân chúng mỹ tẩy chay cho nên mới có cái lá thư trả lời lại của hình từ biden gửi cho đài cnn mấy ông yên chí đi mấy ông làm mọi cách đi để cho ba tôi mà thắng được cái, cái tòa bạch ốc rồi thì mọi cái chuyện đó là ba tôi sẽ dập hết cho nên quý vị thấy tại sao mà có cái lá thư của hình từ biden lại gửi cho đài CNN theo cái quan điểm của tôi, cái nhìn của tôi một tỳ kheo thích thông lai để tử Phật là tại vì nó nhờ đài CNN coi như là vận động dư luận mà quý vị biết đài CNN là đài có dân chủ mà giờ đài CNN nó nói bây giờ đó cái lớp thấp là cái bằng chứng rất nguy hiểm mà bây giờ đó chúng tôi á mà binh mấy ông á thì chúng tôi sau này sẽ bị cái dư luận người Mỹ thể chay bây giờ có gì bảo đảm không thì Hunter Biden nói cứ việc ủng hộ đi mấy ông cứ việc bẻ méo dư luận đi mấy ông chị ủng hộ gia đình tôi đi ủng hộ cho ba tôi là Joe Biden mà lọt vào tàu bạch ốc khi bị ba tôi lọt vào tàu bạch ốc thì mọi chuyện nó over mọi chuyện xấu nó sẽ được coi như là ba tôi che đậy hết đó đó là cái nhìn của thầy cho nên nó hai cái điểm quý vị cần để ý là hiện tại đó đảng cộng hòa còn đang đi tới cái chuyện có nên luận tội có nên coi như là đàn hạch ổng hay không coi là đang tính để bỏ phiếu ngày hôm nay là bắt đầu những cái state bank nhà băng là số tiền 24 triệu đô la tham nhũng đó sẽ xài cho cái gì và ngày hôm nay sẽ mổ xẻ luôn cả cái vấn đề bộ quốc phòng bộ quốc phòng hoa kỳ đó bây giờ biết đó bây giờ tràn ngập trên mạng rồi đó bởi gì sợ thấy đó là bộ trưởng quốc phòng bây giờ đã bị quốc hội hoa kỳ do một bà dân biểu bà đề nghị là coi như chỉ trả một đô la thôi vì làm thâm lạm ngân sách Bộ Quốc phòng tới 4 tỷ đô la. Mà quý vị biết cách đây khoảng chừng tháng rồi đó thì Bộ Quốc phòng sau khi mà Đảng Cộng Hòa đã control Quốc hội đó thì họ mới nói ơ à, cái này có sự lộn nhầm lẫn tính toán kế toán lộn 4 tỷ quý vị nhớ đi. Một con số mà nó có thể trên lệch đó là dài ngàn hoặc là dài chục ngàn thì mình còn tin được. Mà Bộ Quốc phòng làm ăn Bộ Quốc phòng do Đảng Dân Chủ control, do Joe Biden control mà làm lộn kế toán tới 4 tỷ quý vị tin không? Hả? Cho nên á, nếu mà để cho Đảng dân chủ mà nó control đó thì cái 4 tỷ đô la này nó sẽ lọt vào tay Đảng dân chủ, vào tay những cái tụi thâm như ô, thượng nghị sĩ dân biểu và kể cả Joe Biden. Cho nên tụi con để ý cái điểm cần để ý á là bây giờ bà Thống đốc Cộng hòa đã được coi như là à, bầu cử mà theo á, cái nhìn của tôi là gian lận, tại vì có thơ tố cáo của bà ứng cử viên Thống đốc của đảng Cộng hòa ở tiểu bang Arizona năm 2020. Bây giờ nó lên tới cái tố cao phát diện. Mà chắc là bà này đến hơi được cái gì đó cho nên bà tự chức. Mà bà tự chức rồi đó thì quý vị biết. Thì nó sẽ không tiến tới cái vụ mà đưa bà ra tòa. Mà tại sao bà tự chức? Đang làm thống đốc mà tự chức. Lý do là tại vì lá thơ tố cáo của bà ứng cử viên thống đốc tiểu bang Arizona. Mà bà đã cung cấp được bằng chứng rồi. Cho nên thì cái đường cũng vậy. Bây giờ mỗi thứ quý vị thấy á, khi mà đảng Cộng Hòa cần thêm bằng chứng là tự nhiên phe Dân Chủ nó xì ra. Cho nên nó xì ra làm chi? Nếu CNN có quyền giấu lá thư đó chứ, tại sao lại đưa ra? Đưa ra để làm chi? Đưa ra để áp lực cho Joe Biden, ông phải từ chức ngay. Vì ông không từ chức, cuộc đàn hạch này, nó sẽ đưa ra là coi như cái xấu của đảng Dân Chủ. Mà quý vị biết không, cuộc bỏ phiếu này đó, nó sẽ được đi tới kết luận là tất cả những dân biểu nghị sĩ nào mà sau khi chứng cớ của gia đình Joe Biden tham nhũng, hối lộ, che giấu tội phạm, làm những ăn bất chính và coi như coi như là phản bội tổ quốc Hoa Kỳ. Thì quý vị biết, cuộc bỏ phiếu này khi mà cái sự việc nó đã đưa ra nó kéo dài, không phải làm từng này đâu, nó còn dài từng nữa, thì dân chúng Hoa Kỳ đều phẫn nộ thì quý vị biết không tất cả những dân biểu nghị sĩ mà chuẩn bị sẽ bị bầu lại trong năm 2024 họ không có ngu gì để rồi họ chạy theo họ binh Joe Biden khi có chứng cứ đầy đủ thì dân Mỹ họ sẽ coi như nhìn vào con số ai mà vote yes binh Joe Biden tức là cũng một đồng lõ, mà ai vote no thì họ sẽ thấy là chạy theo cái 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 cái, cái dân tộc hoa kỳ chạy theo cái lá phiếu của nguyện vọng của người dân cho nên á kỳ này đó đảng cộng hòa mục đích làm để cho lòi ra những cái tên dân biểu nghị sĩ nào mà ủng hộ chuyện tham nhũng của gia đình Joe Biden, những tên dân biểu nghị sĩ nào mà thấy rằng cái sự ủng hộ cái vụ mà đó là sai trái, tham nhũng, ăn hối lộ, lấy tiền thế của dân để làm bậy là sai thì phải trước phế và phải bầu nào có tội, cho nên đó cái cuộc bầu cử sắp tới này có mấy chục thượng nghị sĩ ba mươi mấy thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa à, của đảng dân chủ sẽ bị bầu lại và đảng cộng hòa cũng vậy tên nào mà không đàn hạch tên nào mà nói joe biden vô tội nói là joe biden không tham nhũng khi chứng cứ đầy đủ thì những tên đó sẽ trả giá đất đắc và tôi tin rằng không có thượng nghị sĩ dân biểu nào mà ngu dại để mà đi binh joe biden một con ngựa què một con ngựa đã bị coi như là đảng dân chủ nữa là tìm mọi cách để tống khứ đi nhưng mà quý vị biết cái tập khí của tôi nhìn đó là Joe Biden là cái tên không phải dễ không phải dễ dạy như là bà Harris đâu tên này đó tụi bay chết tao cho chết chung cho nên mấy ngày nay Joe Biden giữ im lặng mà càng giữ im lặng thì các cái chứng cớ ngài một đưa ra cho nên á quý vị yên chí đi và tôi nhớ tôi đã từng vận động bầu cử tôi chừng vận động những đệ tử của tôi ghi danh đi bầu. Không phải là tôi không làm đâu. Tôi chờ tới tháng 11. Khi mà đảng Cộng Hòa bắt đầu chính thức đã là đề cử Tổng thống Trump ra tranh cử cho chức vụ Tổng thống thứ 47. Thì tôi cũng sẽ vận động đồng bào Phật tử của tôi tiếp tục đi bầu. Và chúng ta sử dụng lá phiếu. Và kỳ này không thể gian lận được nữa. Và quý vị thấy, nhìn vào cái chuyện mà thống đốc, đương kim thống đốc đảng Dân Chủ của Arizona, Tại sao bà từ chức mà không kêu lý do? Tại vì đơn tố cáo của bà ứng cử viên thống đốc đảng Arizona, đảng Cộng hòa tại Arizona đã lên tới tố cáo pháp viện và có lẽ là bằng chứng đã đầy đủ cho nên bà lo, bà rút trước. Hả mà ở lực Hoa Kỳ một người đó mà hả từ chức rồi thì sẽ ngưng không có truy tố nữa. Cho nên quý vị để ý như kỳ tổng thống Nixon cái vụ qua từ ghế đó là ổng chưa bị đằng hạch thì ông đã từ chức thì coi như người ta ngưng lại và quý vị thấy đài cnn nó có quyền giấu lá thơ đó tại sao nó đưa ra nó đưa ra thì có hại cho đảng dân chủ chứ đâu có lợi đâu nhưng mà nó muốn là joe biden phải từ chức càng sớm càng tốt trước khi xảy ra cuộc đàn hạch vì cuộc đàn hạch này dân biểu nghị sĩ của đảng dân chủ nó không ngu gì để mà nó thân bại danh liệt vì một con gà chết một con ngựa què cho nên quý vị yên chí hai cái điểm mà tôi muốn nêu lên là bà thống đốc, đương kim thống đốc của Arizona, đảng Dân Chủ, thắng phiếu chỉ có một số phiếu nhỏ mà sau một đêm là đếm phiếu lại là thắng. Cho nên bây giờ cái đơn tố cáo nó lên tới tố cáo phát diện. Mà tại sao bà từ chức vậy? Hả? Từ chức tại vì bà biết rằng bà gian lận. Cho nên từ chức mà hiện giờ cái chức mà quyền thống đốc của Arizona tạm thời thôi. Mà nếu mà bà này từ chức rồi đó, thì sau đó Quốc hội Arizona sẽ biểu quyết và bà đương kim mà thất bại trong cái cuộc bầu lực bầu cử gian lận của năm 2020, bà sẽ lên làm thống đốc của tiểu bang Arizona. Cho nên, 4 tỷ đô la mà Bộ Quốc phòng nói khi mà Quốc hội của Đảng Cộng hòa kiểm soát, thì nói tại sao sai biệt tới 4 tỷ, nó dạ chúng tôi làm lộn, chúng tôi làm lại. Không có cái chuyện mà Bộ Quốc phòng mà dùng máy computer mà tính lộn tới 4 tỷ nha. 4 tỷ tức là 4 ngàn triệu đô la chứ không phải là lộn vài trăm ngàn đâu quý vị. phải không? Và cái lá thư mà CNN nó đưa ra là cho thấy giới truyền thông cánh tả đã nhúng vào trong cái chuyện lũng đoạn bầu cử năm 2020. Phải không? Vì cái lớp thốt của Hunter Biden đã bị lúc đó đã bị khui ra. Thì cho nên Joe Biden nói mấy ông cứ yên chí đi cứ lên đài coi như là nói xấu ông Trump đi, bóp méo sự thật đi. Đó, theo cái nhìn của tôi đó. Thì lúc đó đài CNN, phải, đương nhiên phải có gửi lá thư. Bây giờ mấy ông có cái gì bảo đảm không? Đài CNN mà cứ việc mà nói xấu ông Trump. Đài CNN à, à, sẽ nói ông Trump ăn hối lộ tiền của Tàu Cộng. Mà thật sự ra đó, là khi mà Joe Biden nhận được cái check 10 ngàn và cái check 250 ngàn á, thì bắt đầu ông lên đài, ông nói rằng ông Trump nhận tiền của Tàu Cộng. Thấy không? Cho nên là CNN phải có cái gì đó mới với Joe Biden Có cái gì đó với hình tượng Biden Cho nên á bây giờ muốn tôi ủng hộ thì quý vị phải nắm chắc không Thì lúc đó hình tượng Biden nó yên chí đi Mấy ông cứ làm sao bếp mấy sự thật Coi như mấy ông coi như là hướng dẫn dư luận làm sao Để cho người ta coi như là ghét ông Trump Người ta nói ông Trump là à, cấu kết với Nga à, Để mà gian lận bầu cử Nói với ông Trump cấu kết với Tàu Cộng đủ thứ chuyện hết rồi á, yên chí đi, ba tôi mà nắm được tòa bạch ốc, thì ba tôi sẽ là, coi như là xóa bỏ mấy cái chuyện này hết. Cho nên, quý vị thấy, tại sao có cái lá thơ mà CNN đưa ra là Hunter Biden nói, là chỉ cần ba tôi nắm được White House là mọi chuyện over, mọi chuyện illegal over. Cho nên chỗ đó là quý vị, đệ tử của thầy cần để ý. Mấy người khác tôi không dám nói, tại vì đệ tử của tôi toàn mấy bà già trầu và không có rành tiếng Anh. Cho nên tôi chỉ highlight, Thứ nhất là vấn đề gian lận bầu cử ở tại tiểu bang Arizona đã bắt đầu coi như là đi vào cái khúc phim hay. Hay ở chỗ là cái bà này bà đánh hơi làm sao? Chưa có in biết bả mà, chưa có lượng tội bả mà, tại sao bả lại tiền chức? Phải gì không? Đó là cái gì để ý. Thứ hai là Bộ Quốc phòng tham nhũng tới cái độ bây giờ đó. Ông Bộ trưởng Quốc phòng chỉ còn có một đô la một năm. Mà làm cái gì mà làm lộn, lộn tới 4 tỷ đô la nếu mà quý vị thử nghĩ, nếu mà đảng Dân Chủ nó còn trô cái quốc hội, thì giờ này đó 4 tỷ đô la nó chia cho ai? Tiền đó từ đâu mà ra? Tiền đó là từ tiền thuế của những người Mỹ đóng thuế như thầy trò chúng ta. Cho nên quý vị dưỡng tâm và tiếp tục coi như chuẩn bị cho những ngày tháng sắp tới. Riêng tôi thì hiểu thích thông lai biết được những cái gì có hại cho tổ quốc Hoa Kỳ, có lợi cho cộng đồng người Việt thì tôi sẽ update để cho các bà cụ, những đệ tử thân thương của tôi ở trong làng Di Đà biết để mà chuẩn bị tinh thần. Chúng ta ăn cây nào rào cây đấy, chúng ta đừng có quan điểm. Nhiều bà cụ cứ nói ôi, Đảng Cộng hòa, Đảng dân chủ lên cũng vậy, không kêu như vậy đâu quý vị. Đảng Cộng hòa lên không có cướp bóc, ít tội phạm. Thời gian tổng thống Trump làm tổng thống 4 năm không có một cuộc chiến nào xảy ra trên thế giới xung đột giữa do thái và cái khối ả rập đã được hàng gắn bắt hàng thì quan quản đi theo lưng tổng thống trump như một người à, con quan quản đi theo người cha tội phạm không có nhiên liệu rất là rẻ kinh tế rất là tốt và tiền lời để mua nhà rất là rẻ đó là những cái đừng bao giờ các bà cụ trong làng thầy nói đảng nào cũng được không có đâu đảng cộng hòa và đảng dân chủ hoàn toàn khác nhau đảng cộng hòa chống phá thai đảng dân chủ ủng hộ phá thai đảng cộng hòa lúc nào cũng đặt cái là quyền lợi của dân tộc hoa kỳ trước không có mở cửa bờ bãi không có mở cửa biên giới mà phải qua sự thanh lọc rõ ràng nhận người tốt vào không nhận người xấu vào cho nên tôi tha thiết kêu gọi đệ tử tôi đừng có tư tưởng đảng nào cũng vậy đảng dân chủ hoàn toàn đó là cộng sản trong một ngày thời gian sắp tới và Đảng Cộng Hòa vẫn là một cái Đảng giữ gì, gi, duy trì cái truyền thống mà chúng ta thấy thời Việt Nam Cộng Hòa chúng ta cũng là đi theo cái đường lối của Đảng Cộng Hòa. Và Đảng Cộng Hòa mà lên thì Tàu Cộng sẽ chết trước. Đảng Cộng Hòa mà thắng thì Việt Cộng sẽ chết luôn. Đó là cái chủ trương, đường lối của Tỳ Kéo Tết Thông Lai. Những người đó gọi tôi là sư phụ thì quý vị phải đi theo cái tương thủ của tôi là Đảng Cộng Hòa lúc nào cũng tốt và đảng Dân Chủ lúc nào cũng là Cộng sản trá hình. Trân trọng kính chào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Tôi là tỳ Kheo Thích Thông Lai xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Phật tử ở hải ngoại và ở Việt Nam. Tôi bây giờ đang ở tại nhà bếp dưới Center vì quý vị biết là thông cảm là trên dưới Center nó rất là lạnh, bây giờ nó khoảng 30 mấy độ F. Cho nên tôi phải ngồi ở khu vực nhà bếp nồi chảo để mà live stream. Tại vì nơi đây nó có cái cái lò để mà nấu nước thành ra tôi ngồi đây tôi đáng lẽ là tôi chuẩn bị lái xe từ ở Youth center tức là ở olympia về tới phi trường seattle thì nó khoảng 2 tiếng tới lái xe để rồi tôi sẽ ra phi trường đà bay về ở dưới miền nam california vì ngày mai này tôi có một cái lễ đám dỗ đầu năm của vợ thiếu tá sĩ một uh, uh, sĩ quan thủ đức ở tại San Jose và có cái lễ quan trọng là con gái của thiếu tá sĩ là xuất gia cho nên tôi phải có cái lễ ngày rất là quan trọng ngày mai à, cho nên tôi có đôi lời nói chuyện cùng với đồng bào Phật tử vì cái chuyện này rất quan trọng thì tôi nhận được một cái lá thơ của một du học sinh nó gửi cho tôi nó lên án tôi về cái vấn đề là Tôi không hòa hợp và giải dân tộc Tôi đã coi như là chia rẽ cộng đồng Tôi đã lên án thượng tọ Thích Đức Tuấn Cho nên nó tạo ra cái cảnh là sẽ có cuộc biểu tình ngày mai Ở tại Chùa Pháp Vương Cho nên tôi thì có cái tánh Mặc dù cái lá thư đó là lá thư đã kích tôi nhưng mà tôi câu hỏi đã kích tôi vẫn trả lời tôi về đó trả lời tất cả câu hỏi thuận và nghịch tôi chỉ đặt vấn đề là tổ quốc lên trên hết cho nên á quý vị cái chuyện này là quý vị đã coi hết rồi phải không tôi cũng đã theo dõi cái live stream của chú vượng thiếu quý vượng quý vị cộng đồng người việt chúng ta ở hoa kỳ nó có những cái kêu là bất đồng về vấn đề đường lối chống cộng nhưng mà nó có một cái mẫu số chung là ở tại miền bắc cali hoặc là tại thủ đô tị nạn ở miền nam cali mà có một tên cộng sản nào mà dỗ ngực xưng tên một tên cộng sản nào mà treo cờ đỏ thì tất cả chúng ta khác biệt về cái đường lối chống cộng chúng ta đều phải là triệt để như tên này cho nên đáng lẽ ngày mai mà tôi không kẹt cái lễ mà đám dỗ đầu năm của vợ thiếu tá sĩ mà tôi đã hẹn với thiếu tá sĩ cách đây cả 3 tháng rồi. Tôi tôn trọng thiếu tác sĩ Chắc quý vị đều biết đó. Thiếu tác sĩ mà ông đã là quy y tôi đó, pháp danh thiện chánh, giờ vợ ông là Diệu Hiền đó. Và hơn nữa là tôi đã coi ngày giờ để mà làm cái lễ xuất gia cho con gái của thiếu tác sĩ. Cho nên tôi không có mặt trong cái cuộc biểu tình tự phát này cho nên á, tôi mời quý vị theo dõi cái thư của một du học sinh nó gửi cho tôi cách đây hai ngày. Sau tôi lên cái livestream mà tôi lên án tên sư quốc danh công an đầu trọc thích Đức Tuấn, mời quý vị nghe cái lá thư. Thư này nó gửi ra nó ở từ ở trường San Jose State tức là nó học tại trường San Jose State ở thành phố San Jose. kính gửi thượng tọa thích thông lai con là một sinh viên Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ được 2 năm. Con có theo dõi các cuộc nói chuyện của Thượng Tọ qua các live stream và con có nhận định như sau về Thượng Tọ. Chấm, chấm, chấm. Thượng Tọ bỏ nước Việt Nam ra đi từ những năm 1980, chưa bao giờ về Việt Nam. Cho nên Thượng Tọ chưa trải nghiệm được những thay đổi của đất nước Việt Nam trong thời gian gần đây. Kể cả những người có nợ máu với nhân dân Việt Nam như Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ đã về Việt Nam và ca tụng đảng và nhà nước Việt Nam như thế nào. Tôi xin lỗi để tôi là tiếp. Và gần đây nhất là phóng, phóng viên Michael Hòa, một cựu thứ sư quân của Việt Nam Cộng hòa, đã từng cộng tác với Thượng tọ trong các cuộc biểu tình chống phá và nếu con không lầm, thì ông Michael Hòa ông xưng là đại đức danh dự và ông là con của tử sĩ, tức là ba ông đã bị Diệt Cộng viết. Mà ông đã có một cái lời thề, con Diệt Cộng không về Việt Nam. Và con đã từng nghe những cái bài phát biểu của ông. Ông nói Diệt Cộng đã từng mua ông 2 triệu đô la mà ông không bán rẻ linh hồn. Như vậy, cái hiện tượng mà phóng viên Michael Hòa, một cựu thí sinh quân của Việt Nam Cộng Hòa, một đại đức danh dự của Thượng Tọ đã từng cộng tác với Thượng Tọ trong các cuộc biểu tình chống phá đảng và nhà nước Việt Nam đã từng tuyên bố trên báo đài của hải ngoại là còn Cộng sản không về Việt Nam. Thế mà sau khi ông ta về Việt Nam đã trải nghiệm những thay đổi của đất nước, đã làm những Youtube ca ngợi sự thay đổi của đất nước. Sử dĩ con viết thư này cho Thượng Tọ là vì con được biết Thượng Tọ vừa lên án Thượng Tọ thích Thượng tọ Tiến sĩ Thích Đức Tuấn tụ trì dựa Chùa Pháp Dương ở địa chỉ 880 Evanro, thành phố Milvitas thuộc miền bắc california là sư quốc danh là công an trá hình sự đánh phá của thượng tọa làm cho ngôi tâm bảo này sẽ bị chùa quan phật phế làm cho đức phật chảy máu và theo như trong kinh phật nói không được nói lỗi của tỳ kheo và như theo như nguồn tin của một số phật tử đang sinh hoạt tại chùa pháp vương cho con biết là chủ nhật này sẽ có một số đồng bào phật tử kéo đến biểu tình tại đây để phản đối thượng tọa tiến sĩ thích đức tuấn một nhà sư yêu nước biết hòa hợp và giải dân tộc, không nuôi dưỡng hận thù dân tộc. Nếu thượng tọa thông lai còn nhớ lời Phật dạy thì hãy kêu gọi ngay. Số Phật tử của Thầy dừng ngay cuộc biểu tình phi đạo đức này. Vì theo con biết, đa số người tham dự của biểu tình tại Chùa Pháp Dương là đệ tử của Thượng tọa Chúc Thượng tọa sớm giác ngộ để quay về phục vụ đạo Pháp và dân tộc nói dòng tay lớn, ký tên, một sinh viên du học tại trường cái lời nói của cái tên du dục sinh này nó không có gì lạ với tôi hết. Nhưng mà thưa quý vị, tôi đã từng nói trong hai mấy ngày qua cái live stream mà tôi nói trường hợp của thượng tọa chân tính ông phỉ bán Đức Phật A Di Đà, tôi cũng chưa có dội kết án là ông đã phỉ bán Phật Di Đà hay là ông chưa phỉ bán gì tôi nghĩ là cái chương trình mà trí tuệ nhân tạo nó có một cái software về AI đó nó có thể giả tiếng mà tới giờ tôi chờ không thấy ông lên tiếng để đứng tránh nhưng mà tôi biết ông đi về cộng nó đưa ông đi nhập thất ở Đắk Nông nhập thất tức có nghĩa là nó không cho ông ra Hoàng Pháp mà chùa Hoàng Pháp đã bị tụi nó đưa người khác vào để mà điều hành tôi thường thường nó quý gì thấy từ khi mà tôi có mặt trong con đường để mà thi hành tứ ân. Ân tổ quốc là cái ân đầu tiên. Kế đó là ân cha mẹ. Kế đó là ân thầy tổ và ân chúng sanh. Thì ân tổ quốc là cái ân đầu tiên hết. Tôi là một vị tỳ kheo duy nhất thờ tổng thống Ngô Đình Diệm trong đền thờ tổ quốc kia ân. Tôi giờ là tỳ kheo duy nhất thờ cả đức mẹ Maria ở trong làng A Di Đà ở bên condo texas vì đệ tử tôi không phải chỉ là người phật giáo mà đó là một cái làng nó khác cái chùa cái làng này nó có luôn cả người công giáo người phật giáo người cao đài người hòa hải hòa hảo đó là một cái làng của việt nam cộng hòa nó có hai con tàu vượt biên một con tàu của người công giáo chúng tôi kéo từ ga lăng một con tàu của phật giáo kéo từ đảo bi đông quý vị biết kéo hai con tàu này tốn bao nhiêu tiền không? Về phải tái chế lại và để mà tưởng niệm những thiền nhân của Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Trong này tôi đã có những vị hồng y, những đức ông, đức cha. Tôi nói cái này bây giờ có quý vị biết là coi như đức cha Nguyên Thanh là đức cha cụ một thiếu tá tiên quý của quân lực cho năm cộng hòa và bác sĩ linh mục phạm hữu tâm cũng đang ở cali biết ngài đã từng đến làm lễ và tôi đã cho những cái buổi mà đến làm lễ thì có những người công giáo trong làng được các chị linh mục ra làm lễ theo công giáo tôi đã nhận thấy rằng việt cộng đã lợi dụng các sư quốc danh như là thích chân quang nhật từ để đánh phá chia rẽ sự mất đoàn kết giữa hai tôn giáo lớn và phật giáo và công giáo tôi là cái người chủ trương muốn diệt cộng muốn đánh đổ chế độ cộng sản thì hai tôn giáo phật giáo và công giáo phải bắt tay với nhau và tôi từ xưa tới giờ quý vị chưa thấy tôi là có một cái clip nào hay là một cái bản nói chuyện nào mà đánh phá vào các tổ chức cộng đồng quốc gia tôi chưa bao giờ nói tôi chưa bao giờ đánh phá một tổ chức chính phủ nào của quốc gia ở hải ngoại mặc dù họ khác đường lối với tôi nhưng mà tôi nghĩ là họ đều chiến đấu trong một cái xã hội hoa kỳ cho nên tôi chưa bao giờ đánh phá một hội đoàn nào hết đó là chủ trương của tôi đoàn kết để mà một ngày nào đó khi hoa kỳ Tụi chiến lược Hoa Kỳ nó sẽ trở lại Việt Nam, mà khi tụi chiến lược Hoa Kỳ mà nó đã trở lại Việt Nam rồi, đó thì đầu tiên nó phải cần có người Việt hải ngoại, không thể nào thiếu tiếng nói của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà cộng đồng người Việt hải ngoại trong đó không thể nào thiếu tiếng nói của Phật giáo, Công giáo, Tin lành và hoàn hảo. Các chính phủ Việt Nam tự do muốn trở về Việt Nam cũng phải có tiếng nói của Phật giáo, Công giáo, Tin lành và hoàn hảo. Đại. cho nên đó là tôi là cái đường lối của tôi là từ xưa tới giờ quý vị không tìm được một cái clip nào của tôi mà chia rẽ cộng đồng cho nên cái vấn đề hôm nay nó không thể là vấn đề riêng nữa khi mà cái tên công an Việt Cộng tôi tên là tên công an đầu trọc Việt Cộng Thích Đức Tuấn nó tuyên bố nó là chủ tịch Phật giáo Bắc Mỹ thì khi nó nói câu đó là nó đã gom hết rồi ngay cả giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất do Hòa Thượng Quảng Độ điều hành văn phòng 2 diện qua đạo tại Hoa Kỳ và tại Pháp Quốc. Còn dám chưa dám xưng danh xưng là điều hành Phật giáo châu Mỹ mà chỉ xưng là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ở trong đó, ở tại Hoa Kỳ này có những giáo hội khác nữa như giáo hội của Hòa Thượng Tâm Châu, giáo hội của bên khất sĩ Minh Đăng Quang, của giáo hội của coi như thiền tông của hòa thượng trúc lâm thanh tự có nhiều giáo hội của phật giáo nguyên thủy rất nhiều không ai dám tự dỗ ngực xưng tên mình là điều hành tổ chức phật giáo ở châu mỹ nó lớn lắm đó. luôn cả châu mỹ luôn á cho nên cái đó là một cái là ngông cuồng coi thường người việt tị nạn tôi nói mặc dù ở hoa kỳ này là nước tự do nhưng mà nó có những cái luật bất thành văn như ở tại Busa thủ phủ của người Việt trị nạn thì một tên cộng sản nào lợi đó treo cờ mà người Việt cộng đồng kéo lợi biểu tình là cảnh sát lại đưa nó về liền nếu không đánh chết cũng không ở tù vì giống như là bây giờ đó tại một cái cộng đồng do thái mà một tên nào lợi treo cờ của Đức Quốc xã thì tên đó sẽ bị đánh chết mà không có bị coi như xử cho nên bởi vì thấy những tên cộng sản mà xuất hiện á thì cảnh sát hoa kỳ nó phải chạy lợi liền vì cái đó là luật bất thành văn mặc dù nó có quyền treo cờ nào cũng được nhưng mà ngay cái chỗ mà những người đã bỏ nước ra đi những người mà quân dân cắn chính việt nam cộng hòa cảnh sát quốc gia đa số là những người tị nạn tôi không nói về những cái tụi mà mà việt cộng con ông cháu cha nó ở khu hình tên biết cái tuổi nó là chỉ là thiểu số thôi Tôi nói tới những người ra đi từ những ngày cuối cùng của 30 tháng 4 năm 75. Những người ra đi theo dược biên như tôi vào những thập niên 80 và những người qua đây theo diện HO vào những thập niên 90. Những người đó không bao giờ chấp nhận lá cờ máu cộng sản xuất hiện tại Sa hoặc là tại San Jose. Hay là những cái vùng mà có người Việt. Cho nên á, khi mà tên công an cộng sản thích Đức Tấn, Đức Phật nói rằng không được nói lỗi của tỳ kheo nhưng mà nó có phải tỳ kheo không quý vị nó là một vị tỳ kheo thì nó không thể nào nhận bằng của một cái tên tội đồ dân tộc nó không thể nào nhận một cái giấy là cấp bằng tiến sĩ phật học mà trên đó có in hình thồ tặc mà do tính trên phạm minh chính là cái tên đàn áp đồng bào để mà coi như là bóc lột dân tộc việt nam cho nên á tôi nhớ hồi tôi còn học ở đại học dân hạnh thì trong một bài giảng, Hòa Bà Thượng Bích Minh Châu có dạy, nói về cuộc đời của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài được ngũ tổ truyền y bác, làm tổ thứ sáu của thiền trong Bến Tàu, đã được truyền từ Ngài Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, truyền tới Ngài là đời thứ sáu. Và Thần Tú cũng lúc đó cũng được tự xưng là Tổ Vì mà ông Thần Tú thì chưa có kiến tánh Cho nên không được ngủ Tổ truyền Thì bà Võ Tắc Thiên Bà mới ra lệnh Bà là Thái Hậu mà Triệu ngày Lục Tổ Huệ Năng vào Kinh Để cấp một cái bằng là Đại Giác Thiền Sư Thì Lục Tổ không đi Thì lúc đó hàng đệ tử của Lục Tổ Mới nói tại sao đây là vinh dự Được Hoàng đế Được bà Thái Hậu vào tặng bằng là giác ngộ thiền sư, đại giác thiền sư. Mà sao Ngài không đi? Ngài nói cái tên Hoàng Đế là cái tên nghĩa là nó ăn thịt uống rượu tam cung lục diện. Cái bà Võ Tắc Thiên là bà cái xóm đạt ngôi vua không có tôn sư trọng đạo. Mà bà đó đã kiến tánh chưa mà bà đòi cấp bằng cho ta là một cái bằng khen là đại giác thiền sư ta đi nhận cái này là chẳng khác nào ta phỉ bán Đức Phật Thích Ca rồi. Ta chỉ nhận cái sự giác ngộ, chứng ấn của ngũ tổ là thầy của ta thôi. Cho nên, khi mà Nguyễn Minh Chính trao cái bằng tiến sĩ Phật học cho tên công an đầu trọc Thích Đức Tuấn, thì quý vị có quyền đánh phá, có quyền mạ lị nó, vì nó là đệ tử của Hồ Tạc được phạm minh chính cấp bằng chứ không phải đệ tử của Đức Phật Thích Gia, Thích Ca. Và không ai biết nguồn gốc của nó là ai. Chỉ biết nó ngày xưa đó, tôi điều tra là nó xuất thân từ một cái chùa của một vị hòa thượng ở Bà Lô A Tô. Mà cái chùa này cũng là cái ổ quốc danh nhưng mà ngày đó viên tịch rồi tôi tạm tôi không nói. Thì như vậy cái lá thư này quý vị thấy rõ nó nêu hai điểm. Cái con du học sinh này nó nêu hai điểm. Là thứ nhất đó, là nó nói về Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ một phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa mà còn hoài đầu về để mà dưới dân tộc ca ngợi đảng và nhà nước. Tôi nói cho cái em này biết nha, em xin sao để mượn em không hiểu đâu. Mặc dù tên Nguyễn Cao Kỳ này nó là phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, cái thời địa nhị nó liên danh với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng mà tôi lúc nào tôi cũng ngưỡng mộ tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Còn đối với cái tên Nguyễn Cao Kỳ này đó, tôi coi nó không thua, không bằng một chiến sĩ binh nhì của quân lực trên Nam Cộng Hòa. Tên này không đáng, nó chỉ là hàng thần lơ láo, không có giá trị gì với cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại. Tên Nguyễn Cầu Kỳ nó là đạo Phật, nhưng mà chả có chùa nào mà chứa nó hết. nha. Nhưng mà riêng, tại tôi biết Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông là cái người công giáo. Sở dĩ giờ này tôi chưa dám thờ ngài trong cái đền thờ tổ quốc kỳ ơn của tôi ở tại bên Hilton. Ở trên Conroe Texas Tôi nói những gì đã vào biết rồi Tôi bỏ cả triệu bạc Để tôi xây một cái đền thờ Mấy ngày ca fit để thờ Quân dân cán chính Việt Nam Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa Trong đó thờ cả Tổng thống Diệm Vì Tổng thống Diệm Ngài không có gia đình Cho nên tôi được quyền đem Ngài vô thờ Còn Tổng thống Thiệu thì Ngài còn con cháu Ngài là công giáo Nhưng mà một ngày nào đó Mà chính gia đình của Ngài mà chỉ nói một tiếng thôi thì tôi sẽ làm một cái lễ để đưa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, vào trong đền thờ Tổ quốc chị Ân. Còn rên cái tên Nguyễn Cao Kỳ, hàng thần lơ láo, mất tư cách, không xứng đáng, tư cách không bằng một binh nhì của Việt Nam Cộng Hòa, chiến đấu cho tới ngày giờ, coi như không đầu hàng. Cho nên đừng có đem cái tên Nguyễn Cao Kỳ mà nói với tôi, không có bao giờ cái chùa nào dám nhận nó đâu nhận trong cái gì mà phỉ nhổ còn cái tên michael hòa đó thì tôi chỉ nói với giai đoạn con người ta mà việt cộng nó sẽ nói một câu rằng cái gì mà không mua bật được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền lúc michael hòa đó còn làm ở trong phóng viên của một cái đài truyền thông ở houston tôi tạm không nói tên thì lúc đó nó từng đi với tôi của cuộc phỏng vấn mặt đối mặt với tôi giờ vẫn còn đó quý vị thì nó đã từng nói với tôi rằng nó đã được Việt cộng móc nối và mua nó giá từ 1 triệu tới 2 triệu đô la. Nhưng mà vì ba của Michael Hòa là một người đã bị Việt cộng giết cho nên nó nói chừng nào mà trả lại mẹ cái mạng cha nó đi rồi nó mới nói chuyện hòa hợp hòa giải. Nó là một cái thiếu sinh quân của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên nó đã chiến đấu tới ngày cuối cùng và nó nói là cái nghi lễ hạ cờ rất trang trọng. Và tôi rất là mến nó. Nhưng mà lúc đó là cái đường lối nó khác. Quý vị nên biết. Tôi chỉ biết Michael Hòa lúc đó là lúc là nói một câu. Còn Cộng sản không về Việt Nam. Còn bây giờ cái con sinh viên này nó đưa ra là. Bây giờ Michael Hòa là một cái gì. Đại đức danh dự. Của tôi. Bây giờ đã, đã hồi tránh với Cộng sản rồi. Về Việt Nam. Làm những cái Youtube ca tụng. Giờ Việt Nam đã đổi mới rồi. Thành phố rất là đẹp nhà cao cửa rộng cuộc sống rất là sướng phải không và đi khen những cái tô phở tô bún bò bên mỹ không có tôi thấy nó trơ trẽn và rẻ tiền làm sao michael hòa hồi xưa tôi tưởng nó là một người làm chính trị rất là lão thành tôi nghĩ nó là một cái ông thầy sáo của công giáo cho nên không ai mua chuộc được nó nhưng không ngờ nó rẻ tiền quá tôi không biết cộng sản mua nó bằng cái gì mà nó đi về nó làm hàng thần lơ láo michael hòa không còn đất đứng ở trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại nữa rồi. Cho nên quý vị đừng có trách tôi. Tại vì lúc đó cũng như Nguyễn Cao Kỳ mà lúc lái Skyrider ra ném bom miền Bắc thì lúc đó tôi thần tượng nó. Nhưng mà khi Nguyễn Cao Kỳ về nước để làm hàng thần lơ láo ca tụng cộng sản thì lúc đó nó thua một con chó ghẻ trong lòng của thiền kheo thích thông lai này. Cho nên á Michael Hòa bây giờ không có giá trị gì mà tôi khinh nói tới cái chỗ là nó không phải một cái nhà làm chính trị. Có cái nhìn rất thiển cận. Có nhiều người đó, bây giờ nó nói tôi cái nãy trong cái lá thơ quý vị nói là thượng tọ chưa bao giờ về Việt Nam. Thượng tọ không thấy như sự phát triển của Việt Nam đã thay đổi rồi. Đất nước đã thay qua đổi thịt rồi, đảng về nhà nước bây giờ là tốt lắm, nước giàu sang. Tôi không phải về đó mà để nhìn những cái lâu đài biệt phủ của những tên đảng viên Tô Lâm, tên Phạm Minh Chính, là tên Nguyễn Xuân Phúc. Tôi không nhìn những lâu đài biệt phủ của những cán bộ đó đâu. Tôi không nhìn những cuộc sống xa hoa của Đàm Vĩnh Hưng, những ca sĩ cộng sản của Trấn Thành. Mà tôi nhìn những đầu đường xó chợ, những đồng bào của tôi, từ đứa nhỏ 5 tuổi, 7 tuổi bán vé số lê lất ở đầu đường. Tôi nhìn những ông cụ, bà cụ lê lất bán vé số đi ăn mài và tôi nhìn những thương phái binh việt nam cộng hòa bò lê lất trên những hẻo đường của thành phố sài gòn hòa học hòa giải chân tộc chỗ nào khi mà nó còn chia ra đảng và không đảng gia đình cách mạng và gia đình của mỹ quỷ cho nên cái con bé này chả có lạ gì hết nếu mà con nói cộng sản đã thay đổi là sao con không du học tại cuba đi hả mà tại sao vô san Jose tech làm chi con nói cộng sản đã thay đổi rồi sao không qua du học tại bắc kinh đi con có tập cận bình còn đang du học ở bên mỹ này nè con có tập cận bình còn đang học ở bên đại học anh nè hả bây giờ con của tô lâm học ở đâu cũng đã học tại đại học bên anh con của nguyễn phú trọng cháu nguyễn phú trọng cũng học đầy ở bên mỹ này nè toàn là treo đồ hơi bắn xịt chó không à cho nên đối với tôi đó Mấy cậu Hòa bây giờ không còn giá trị gì nữa. Mà cái nhìn rất là thiển cận. cái đừng có nhìn, hãy nhìn vào những cái mà mà nó nó đàn áp dân chúng, cướp đất của dân chúng. Nhìn vào những cái cán binh cộng sản đã chiến đấu cho nó. Giờ này nó vẫn cướp nhà, cướp cửa. Ngay cả những đảng viên của nó hy sinh cho nó trong cuộc chiến chống Mỹ của, của quốc mà nó còn đàn áp huống gì là Việt Nam Cộng hòa. Cho nên có những người về đó Thấy ở những khách sạn Rồi thấy những gái đẹp Rồi cho là cuộc sống này nó đã là thay đổi Sao nhìn những trận mưa là cả thành phố Hồ Chí Minh thành ra cái hồ nước Không nhìn thấy những cái cảnh mà coi như đồng bào Con gái của mình đáng tuổi cháu nội cháu ngoại mình ngồi trong những cái chỗ để cho Hàn Quốc Cho Đài Loan nó lựa như những cái món vật Không nhìn những cái cảnh đồng bào mình qua Campuchia Bị Campuchia nó đánh đập tra khảo không nhìn những cảnh đồng bào bên sức khẩu lao động tốn tiền chạy cho những cái tụi mà bộ ngoại giao để lấy những cái visa rồi qua bên đó lại là bị đánh đập như con chó sao không nhìn những cái đó đi cho những người mà lên những cái nói như Michael Hòa là tôi coi rất là <laughs> con người thiển cận không có khả năng làm chính trị cho nên á ở trong này khi mà cái tên công an thích đức tuấn nó được nhận bằng tiến sĩ phật học do tính Phạm Minh Chính giao ở tại một sảnh đường ở San Francisco và do đại phố Beosa chiếu cái vị thấy rồi đó không ai mà chụp mũ đó tôi nếu mà thật sự không có những bằng chứng dân chứng mà những lời nói của nó kêu gọi nói dòng tay lớn nó xưng nó là coi như là lãnh đạo của Phật giáo châu Mỹ là tôi đã bắt đầu tên này là phải trừng trị rồi rất tiếc là ngày mai đó tôi kẹt cái lễ xuất gia cho con gái của thiếu tá Việt Nam Cộng hòa thiếu tá sĩ ông sĩ ở trong hội thủ đức là quý vị biết một người sĩ quan rất là gương mẫu một sĩ quan thủ đức rất là gương mẫu từ trong tù cho tới trong cuộc chiến cho nên tôi đã hứa với thiếu tá sĩ là tôi về tôi làm lễ một năm và đứa con gái nó nói mẹ con tròn một năm con sẽ xuất gia làm ni cô cho nên tôi không bỏ được chứ nếu không á là cuộc biểu tình tử phát này tôi sẽ mặc áo cà sa xuống tận chùa pháp dương để mà điều hành và tôi nói rõ những phật tử của tôi những người nào nhất là con cháu của việt nam cộng hòa những người nào qua đây dưới cái diện o có chồng ở trong các trại tù của cộng sản cho nên quý vị được qua đây với cái danh hiểu là tù nhân lương tâm những con cháu thế hệ hậu vệ việt nam cộng hòa nên dành một chút thời giờ để tới đó để mà cho cái tên cộng sản đầu cộng sản đầu trọc thích đức tướng biết rằng cộng đồng việt nam sống trong xã hội tự do có nhiều cái đường lối chống cộng khác nhau nhưng mà chúng tôi không chấp nhận sự thách đố sự khinh bỉ sự tuyên chiến với cộng đồng người việt quốc gia cho nên á quý vị ơi cuộc biểu tình này tôi biết là tự phát nó kêu gọi tôi đó là ngưng đi vì đệ tử tôi rất đông Không Tôi kêu gọi đó Đáng lẽ tôi phải có mặt đó Nếu mà tôi không có một cái chương trình Mà xuất gia cho con thiếu tá sĩ Và cái lễ giáp năm Rất là quan trọng này Thì tôi đã có mặt tại đó rồi Nhưng mà ngày mai trong cái lễ mà biểu tình đó, Tôi ở dưới tại làng ở dưới đại Tôi sẽ có một cái live stream Nói chuyện trực tiếp về vấn đề này Cho nên Đối với tôi Đây là cuộc biểu tình tự phát những người nào mà mang dòng máu Việt Nam Cộng Hòa, những người nào mang mang ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và cảnh sát quốc gia đã hy sinh, mang ơn đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, tổng thống Ngô Đình Diệm và tổng thống Nguyễn uh, Nguyễn Văn Thiệu thì chúng ta phải có bổn phận lên tiếng, không có để cho bọn cộng sản nó coi thường, nó tưởng là người Việt quốc gia chúng ta chia rẽ rồi không, khác đường lối đấu tranh thôi nhưng mà không thể nào để cho một tên nó tự dỗ ngực xưng tên là điều hành Phật giáo ở châu Mỹ. Một tên dỗ ngực xưng tên nhận cái bằng tiến sĩ Phật học của Hồ Chí Minh muốn làm mưa làm gió gì ở tại miền Bắc Cali không được đâu. Và tôi lên tiếng, ngày nào mà tôi về Việt Nam mà tôi quay những cái live stream như Michael Hòa, quý vị hãy phí nhổ tôi đi. Quý vị hãy lấy hình của tôi mà dục xuống cầu tiêu đi, và đem băng giảng của tôi dục hết đi vì ngày đó tôi không xứng đáng là đệ tử của phật nữa còn cái chuyện michael hòa bây giờ nó đã không còn ở trong giá trị gì trong cộng đồng người việt hải ngoại nữa cũng giống như tên Nguyễn cầu kỳ cho nên á, cái em bé mà học ở trường san jose tech con đừng có tưởng là đem hai người đó ra để mà lập áp lực với thì cao thích thông lai hai tên đó bây giờ không có giá trị gì với cộng đồng người việt quốc gia tại hải ngoại và một lần nữa thì Khớp Thích Thông Lai like, kêu gọi quý vị ủng hộ cuộc biểu tình tự phát của đồng bào Phật tử yêu nước chân chánh của quân dân cán chính Việt Nam Cộng hòa và Cảnh sát Quốc gia. Ngày xưa tôi xuất hiện ở đây Hoàng Pháp tôi để ý thế này. Nhiều người khi thường mấy cái bác hắc ô già ăn cơm nhà giác gà voi Ôi mấy ông già này cái suốt ngày thấy chỗ nào có cờ Việt cộng là mấy ông kéo lại vài ba chục ông đi xe bớt rồi biểu tình. Nhưng mà tôi trân trọng tôi đánh lễ thành kính ngưỡng mộ những cái bác chiến sĩ già HO đó qua đây lỡ thầy lỡ thợ mười mấy năm sống trong tù đài cộng sản từ một sĩ quan quân lực chiến đông cà xuất thân từ các trường võ bị trường thủ đức trường uh, chiến tranh chính trị học viện quốc gia hành chánh từ trường cảnh sát quốc gia họ bây giờ mất tất cả những cái gì hết cho nên họ chỉ còn có việc là Chỗ nào có lá cờ máu cộng sản là chỗ đó họ xuất hiện. Chỗ nào có dân công Việt cộng qua trình diễn là họ xuất hiện. Nếu không nhờ những chiến sĩ già như thế này thì giờ này cờ máu và sư quốc danh đã tràn ngập qua kỳ rồi. Một lần nữa, con tỳ khéo thích thông lai, nghiêng mình kính lễ các chiến sĩ hấp ôn. Việt Nam Cộng Hòa đã không bỏ súng mặc dù ở tuổi già sức yếu. Cho nên cho con cháu của chúng ta, những con cháu của Việt Nam Cộng Hòa. Vẫn còn cho lá gờ vàng bãi bãi bay cao. Kỹ sư, bác sĩ không ai cầm cái chuyện mà đi bỏ công an việc làm. Để mà biểu tình, để mà lột cờ đỏ, để mà chống sư quốc danh. Chỉ có những chiến sĩ già, HO của Việt Nam Cộng Hòa, những người tù cải tạo, những người thanh niên ưu tú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xin nhận tiền khảo thích thông lai một lễ kính bái trân trọng kính chào, tôi phải ra phi trường để cho chuẩn bị ngày xuất gia của con thiếu tá sĩ con thiếu tá sĩ ngày mai nhưng mà tôi sẽ có một cái live stream để ủng hộ cho cuộc bổi tình tự phát này nam mô quan hỷ tạng bồ tát